Hello, xin chào các bạn vừa xem cái màn xuất hiện siêu ngầu của cái bộ trang phục Lacoste siêu Việt. Và hiện tại thì đã sang năm mới rồi và mình xin chúc các bạn năm mới làm me, gia đình thì mạnh khỏe, mọi người tươi trẻ và đi chơi thì vui vẻ nhá. Thì trong clip này mình sẽ thử cái hệ thống tiến hóa trang phục đầu tiên của Tròn Đánh Con Bài với bộ trang phục Lacoste siêu Việt. Ok, thì chúng ta phải tìm hiểu cái quy tắc tiến hóa đã. Thì trang phục tiến hóa là một cái hệ thống đặc biệt và chỉ áp dụng với một số nhóm trang phục đặc biệt. Và sau khi tiến hóa, các trang phục này sẽ được vượt trội hơn các trang phục khác ở cái điểm là tối ưu hiệu ứng hoặc ảnh tung chiêu. Đó là cái tung chiêu sẽ rất đặc biệt, biến về và đời căn cứ kèm bộ lồng tiếng cùng ảnh đại diện thực chất. Đấy, đây là trang phục Evo Lacoste siêu Việt. Ok, thứ hai, đoán đá tiến hóa sử dụng sẽ gia tăng hiệu năng trị số chuyên dụng khi đạt mốc sẽ giúp tiến hóa trang phục. Và anh em phải cần thực hiện nhiệm vụ để hoàn tất quá trình tiến hóa trang phục. Ok, và cái nhiệm vụ này chỉ thực hiện ở map đấu thương hoặc cái map đấu hạn nhé. Rồi, thì mình sẽ thử tiến hóa từ bậc 1 đến bậc 5 xem cái quá trình này nó như thế nào nhé. Tất nhiên mua Việt thì luôn là con chuột bạch trước những cái sự kiện event rồi. Ok, chúng ta sẽ ấn vào tiến hóa nhá. Đây là tiến hóa. Tiến hóa thì chúng ta phải cần đá tiến hóa. Đây, đá tiến hóa thì giá nó chính là 12 con huy một viên đá tiến hóa anh em ơi. Đó, và mỗi lần ấn một lần vào đá tiến hóa thì chúng ta sẽ mất một viên đá tiến hóa. Và ok, mình sẽ mua thử nhá. Như vậy mình sẽ mua thử 100 viên đá tiến hóa xem tốn có nhiều không nhá. Ok, 50 viên là 600 quân huy. Vậy thì 100 viên sẽ là 1200 quân huy của em ơi. Ok, như vậy là mình đã được 100 viên đá tiến hóa. Mỗi lần mất một viên anh em. Và mình sẽ ấn vào tiến hóa luôn này. Ok, được 20 điểm may mắn luôn anh em ơi. Mình được 194 điểm, mình sẽ lên được Lacoste siêu Việt bậc 1. Đấy. Mình sẽ tiến hóa nhá. May mắn anh em có thể nhân 2 nhân 5 đấy. Bình thường là chỉ 10 điểm thôi. Đấy, 10 điểm thôi anh em ạ. Đấy, độc đắc nhân 2. Độc đắc nhân 2. Độc đắc nhân 2, anh em có thể thấy là nhân 2 rất là nhiều. Đấy, ok. Đấy. Rồi. Rồi, liên tục nhân 2 anh em ơi. Ok. Như vậy các bạn thử thấy đấy, mình đã tiến hóa trang phục lên cái bộ trang phục bậc 1. Và tiến hóa này sẽ tiến hóa chiêu tức sơ cấp. Ok. Đấy. Chỉ cần là chúng ta chỉ cần bao nhiêu viên nhỉ? Các bạn vừa thấy đấy, mình mất 11 viên, hay 12 viên, 12 viên. 12 viên thì mình đã tiến hóa lên bậc 1 rồi. Đấy. Ok. Đấy. Tiến hóa cái chiêu thức sơ cấp anh em ạ. Nhìn trông nó đẹp hơn. Ok. Thì mình sẽ tiến hóa luôn lên bậc 2 nha anh em ơi. Tiến hóa tiếp nha. Ok, tiếp tục tiến hóa. 100 viên mà anh em ơi, ấn kẹt bô luôn. Ui, nhân 5 anh em ơi. Nhân 2, nhân 5 liên tục. Vừa đấy mình có 88 viên mà. Ok. Chúng ta cũng chỉ mất tầm, mình là 88 viên thì mất 41 viên là mình đã tiến hóa lên được cái trang phục Lacoste siêu Việt bậc 2. Đấy, tiến hóa này thì chúng ta sẽ tiến hóa ngoại hình siêu Việt. Ok. Ở đây cả một cái sự nó rất là đặc biệt với cái hệ thống tiến hóa này, lần đầu tiên xuất hiện ở cái trò nên quần mobile anh em ơi. Thực sự thì nó sẽ tạo sự khác biệt với các trang phục khác rất là nhiều và làm trang phục của các bạn trở nên cực kỳ đặc biệt.
Đó, ok. Nếu mà các bạn tiến hóa lên bậc 3 thì các bạn sẽ tiến hóa được cái hiệu ứng kỹ năng. Đấy. Thứ hai là ngoại hình rồi anh em ơi. Chúng ta là có ngoại hình của Nagoras siêu việt nha. Và muốn có hiệu ứng kỹ năng đẹp thì các bạn phải tiến hóa lên bậc 3. Ok. Thì mình còn 46 viên nha. Lần đầu thì mình mất 11 viên, lần thứ hai mình mất 41 viên. Lần thứ ba không biết mình mất bao nhiêu nhá. Ok. Anh em ấn thật nhanh vào bắt máy nhá. Đó, cứ nhân 2 nhân 5 liên tục anh em ạ. Ok. 100 viên là mình gần lên bậc 3 rồi. Hoàn toàn anh em có thể không cần nhất thiết phải tiến hóa lên bậc 5 là chúng ta có sở hữu cái bộ trang phục cùng hiệu kỹ năng vô cùng tuyệt vời rồi. Đấy. Mình sẽ mua thêm 100 viên nhá. Mà thôi mua 50 viên anh em ơi. Nếu may không dùng chúng ta dùng không hết thì nó rất là lãng phí. Ok. 150 viên thì mình mất 1.800 quân huy anh em ơi. Đấy. Tiến hóa nha. Ok. Ok. Như vậy lần này mình chỉ mất 50 viên. Đó, 50 viên là mình đã tiến hóa lên bậc 3. Đó, ok. Tiến hóa bậc 3 thì có hiệu ứng hạ địch này. Tiến hóa chiêu thức này, chiêu thức có hiệu ứng kỹ năng này, tiến hóa hiệu ứng di chuyển cũng rất là khác biệt. Rồi bây giờ mình thử vào trải nghiệm xem Nagoras bậc 3 nó đẹp như thế nào đã. Ok. Sử dụng luôn. Tiểu trận máy máy anh em ơi. Ok. Thử xem cái bộ trang phục này có đẹp hay không nhá. Thực sự là mình đã tiến hóa lên bậc 3 rồi nhưng mà. Các bạn có thể thấy là nếu mà tùy vào điều kiện nha, anh em có thể tiến hóa dần dần. Đó, khi nào anh em dồn được chắc chắn là anh em sẽ tiến hóa lên được bậc 5. Đấy, trước hết là mình cứ tiến hóa bậc 2 thì có ngoại hình rồi, bậc 3 thì có hiệu ứng kỹ năng rồi anh em ạ. Đấy. Ok. Đó, hiệu ứng kỹ năng là rất đẹp rồi anh em ơi. Màu vàng. Đó. Ok. Wow, anh em ơi, rất là đẹp luôn. Bậc 3 rất đẹp rồi. Ok, các bạn thấy thấy hiệu ứng kỹ năng của cái bậc 3 rất đẹp rồi nhá. Đấy, ok. Nói chung là anh em có thể thấy là mình chỉ cần nếu mà các bạn là không có điều kiện thì cần tiến hóa lên bậc 3 rất là phê rồi. Các bậc 5 thì có nhiều cái đặc biệt hơn anh em ạ. Ok, mình sẽ phá nhà luôn để sang ván mới để để ra tiến hóa lốt. Có đẹp anh em ạ. Rồi. Nói chung là được sở hữu cái bộ trang phục này thì đã rất phê. Nhất là với các bạn là fan của vị tướng Nagoras nhá.
Ok, mình sẽ tiếp tục tiến hóa lên bậc 4 anh em ơi. Bậc 4 thì mình vẫn là một viên đá tiến hóa để tiến hóa một lần nhá. Và điểm may mắn để tiến hóa lên là 1493. Đó, gấp đôi, gấp hơn cả gấp đôi cái bậc 3 anh em ạ. Và từ từ 3 lên bậc 4 thì nó rất là mắc. Bởi vì tiến hóa bậc 4 các bạn có thể thấy là có cái hiệu ứng biến về rất là đặc biệt. Đấy, rất là đẹp luôn, hiệu ứng biến về. Tiến hóa gia tốc rời căn cứ. Đấy, lúc căn cứ thì anh em cũng có thể là bước chạy rất đặc biệt luôn. Và tiến hóa ảnh tải trận đấu. Ok. Giờ mình sẽ tiến hóa luôn nhá. Ấn luôn anh em ơi, bật ấn mắc phê luôn. Ấn nhanh anh em ơi, cứ ấn nhanh là chúng ta sẽ có nhân 2, nhân 5 rất nhiều lần. Ok. Thế là mình hết 150 viên đá rồi anh em ơi. Mình sẽ thêm 50 viên nữa nha. Ok, mới mua nhầm 40 viên. Nói chung là nhân 2 và nhân 5 rất nhiều các bạn ạ. Thêm 10 viên đấy anh em, chắc chắn là nhân bậc 4 luôn. Ok, như vậy là mình đã lên bậc 4 anh em ơi. Đấy, bậc 4 rồi. Bậc 4 thì mình mất tầm 200 viên đá anh em ạ. Mình sẽ tiến hóa lên bậc 5 luôn. Ok. Quên, anh em có thể thấy là mình phải sử dụng Nagrod siêu việt hạ 20 tướng địch. Trời ơi. Thế thôi, mình phải vào làm nhiệm vụ đấy anh em ơi. Và chút sau mình sẽ quay lại tiến hóa sau. Ok, sau khi chúng ta làm xong nhiệm vụ ở tiêu diệt 20 tướng địch bằng Nagrod siêu việt bậc 4 thì chúng ta có thể là tiến hóa lên bậc 5 anh em ơi. Và bậc 5 này chúng ta sẽ có tiến hóa hiệu ứng âm thanh xuất hiện, tiến hóa lồng tiếng và tiến hóa hiệu ứng âm thanh chiêu thức. Ok, rất đặc biệt luôn anh em ạ, chiêu thức đều có cả âm thanh. Thực sự thì cái hệ thống tiến hóa này giúp những bộ trang phục được tiến hóa quá nhiều cái khác biệt so với những bộ trang phục bình thường khác nha anh em ơi. Thực sự là rất là đặc biệt với những bộ trang phục khác. Ok, mình sẽ tiến hóa nhá. Ok, ở nhân 2 và nhân 5 rất là nhiều. Lúc đầu mình bắt đầu tiến hóa anh em ơi thì mình có 7660 quân huy. Thì bây giờ mình còn 4200 rồi anh em ơi. Như vậy là mình cũng mất
Hơn 3k con hy rồi đấy. Một trang phục đặc biệt và các bạn phải bỏ ra khá nhiều. Nhưng mà cái này rất hay là các bạn có thể là mua dần dần nhé. Khi đạt con hy là anh em có thể tiến hóa. Và cuối cùng thì chúng ta sẽ tiến hóa lên được cái Dark Lord siêu việt thôi. Ôi trời, mua nhiều quá anh em ạ. Ok. Đó, nhân 2 và nhân 5 rất là nhiều. Các bạn thấy sự khác biệt giữa cái trang phục tiến hóa và trang phục bình thường chưa? Đấy. Ok. Một từ từ nha, vì gần tiến hóa xong rồi anh em ơi. Còn 700 điểm nữa. Ok, như vậy là mình đã hoàn thành việc tiến hóa cái bộ trang phục La Cross siêu việt em ơi, tiến hóa lên bậc 5. Đấy, và chúng ta sẽ có hiệu ứng âm thanh xuất hiện và hiệu ứng tiến hóa lồng tiếng, tiến hóa hiệu ứng âm thanh chiêu thức. Ok. À, quá ngầu rồi anh em ạ. Rồi, La Cross siêu việt bậc 5. Các bạn có thể thấy quá trình tiến hóa rất là kỳ công. Và để tiến hóa lên bậc 5 thì chúng ta sẽ tốn kém rất là nhiều. Nếu các bạn nào chưa có đủ điều kiện thì chúng ta chỉ cần tiến hóa lên bậc 3 là các bạn có thể là có hiệu ứng kỹ năng cùng cái ngoại hình rất đẹp rồi. Và là các bạn nếu mà không tiến hóa lên điều kiện tiến hóa lên bậc 3 để có hiệu ứng kỹ năng thì các bạn chỉ cần tiến hóa lên bậc 2 là các bạn có thể là có ngoại hình là nó siêu việt rồi. Đấy. Ok. Đấy, bậc 2 là chúng ta sẽ có La Cross siêu việt rồi. Bậc 3 thì anh em có thể tiến hóa hiệu ứng kỹ năng. Bậc 4 thì hiệu ứng biến về hiệu ứng tả trận này. Còn cuối cùng La Cross thì có hiệu ứng âm thanh. Đấy. Ok. Ra phê anh em ơi. Như vậy thì nhìn lại xem lượng quân huy của mình tốn là bao nhiêu. Mình dùng đầu tiên là mình 7.660 quân huy nhá. Bây giờ mình còn 2.870 quân huy. Đấy, các bạn có thể thấy là lượng quân huy tốn rất là nhiều luôn. Nên các bạn nào có điều kiện thì mới tiến hóa lên bậc 5 nhá. Nếu không thì các bạn có thể là tiến hóa dần dần. Rồi, lượng quân huy mình bỏ ra thì nó cũng rất là cao. Các bạn có thể thấy nhá. Nghĩa là mình phải mất tầm 4.000 quân huy anh em ạ. Rất là chát luôn. Ok, và mình sẽ thử hiệu ứng kỹ năng của cái bộ trang phục đặc biệt này nha anh em ơi. Hình như là không có chỗ thử tướng rồi. Rồi mình sẽ thử đánh một con máy xem là ứng kỹ năng xem là có gì đặc biệt hơn cái trang phục bậc 3 là có siêu việt bậc 3 như vừa rồi không nhá. Ok, hiện tại thì Tết rồi. Đang này là hiện tại là hơn 2 giờ anh em ạ, rất là muộn rồi. Ok, mình sẽ thử đấu với 5 con máy và test hiệu ứng kỹ năng của bộ trang phục La Cross siêu việt nha anh em ơi.
để xem cái Starcross siêu việt bậc 5 thì có gì đặc biệt không nhá. Đó, các bạn thể thấy âm thanh xuất hiện rất đặc biệt luôn. Đúng theo phong cách lồng tiếng bá đạo, và cái phong cách lồng tiếng này thì nó phong cách theo kiểu là siêu phẩm ấy bạn, những cái bộ trang phục siêu phẩm như người máy ấy. Ok, các bạn xem cốt truyện của ba bộ trang phục này thì chắc là rõ rồi. Đây, các bạn thể thấy là đẹp hơn cái trang phục là có siêu việt bậc 3 rất là nhiều. Bởi vì bậc 3 anh em chỉ tốn rất ít con huy thôi, nhưng mà bậc 5 thì lại tốn rất là nhiều con huy. Thì trong clip vừa rồi thì mình tiêu tốn ra phải mất tầm gần 5k con huy anh em ơi, tầm là 4k8 con huy. Ok, cái pha xuất hiện rất đẹp và cái hiệu ứng chạy cũng đẹp luôn. Ok, hai cái đặc biệt anh em ạ. Còn cái hiệu ứng biến về thì nó quá chất rồi. Ở clip này mình chỉ review anh em hiệu ứng đăng thôi, còn clip sau mình sẽ đánh hạ sau nhá. Đó, rất đẹp luôn cái chiêu thứ nhất. Các bạn có thể cảm nhận được cái sự khác biệt giữa trang phục siêu việt bậc 3 và bậc 5 nhá. Đấy. Thì trong clip mình review cả hai cái rồi anh em ơi. Đó, hiệu ứng đánh thừa cũng rất là đẹp rồi. Chiêu thức thì nói chung là mê ly tuyệt vời ông mặt trời luôn. Quá đặc biệt và quá phê anh em ơi. Đó, mình thì đợi đẹp vào 4 và đi review nốt cái chiều cuối nữa thôi. Thì cái tiếp tục clip anh em ơi, bởi vì cũng rất muộn rồi. Ok, mai còn phải đi lễ Tết. Có đẹp anh em ơi. Đánh bộ trang phục này cảm giác rất là chắc tay anh em ơi. Đánh rất là phê luôn. Đó, ok, chiêu cuối cũng rất đẹp anh em ạ. Rồi. Trên tốc 2 thanh niên này mình sẽ kết thúc ở clip đây nhá. Chúng ta cứng anh em ơi. Ok. Có tí men rồi vô chưa một hụt hoài anh em ơi. Rồi. Chạy làm sao. Có thay như là gì nữa, có mà chạy lên quận nha. Ok, như vậy video clip mình đến hết rồi. Xin chào các bạn và hẹn các bạn trong những clip tiếp theo. Bye bye. Hãy subscribe YouTube Liên Quân để được xem những nội dung chính thống.